kèo với lại năm cái loại cuốn. Cuốn nước vô. Nước vô mình. Trà đá uống. 3 ly trà đá. Một cái siêu 50 cuốn 3 ly trà đá. Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay là tụi em có dịp là đi đến cái khu vực mà chợ Tân Định rồi nhà thờ Tân Định ở trên cái khu vực đường Hai Bà Trưng á, thì mới nhớ sực lại là có một chú có đề nghị với em là trên đường Đinh Công Tráng là có một cái quán bánh xèo rất là ngon, và như cái quán này là có rất là lâu đời rồi, hình như là trước năm 1975 tới giờ luôn á. Và ở đây thì đa số là Việt kiều mà ăn rất là nhiều. Thì lúc nãy là nói chung là không có cái chú chủ quán ở đây, cho nên là không có xin phép là chú là cho được quay phim. Cũng như là nó rất cận là cận cảnh khi mà mình đổ bánh xèo á. Thì thôi thì chỉ là quay sơ sơ ở phía ngoài thôi, để cho cô chú anh chị mình thấy thôi, chứ không có chú chủ quán thì không có xin quay phim được. Thì ở cái khu vực này của mình rất là rộng, từ ở phía ngoài đường vô luôn. Cái này là có trong nhà nữa. Ở trong nhà thì tại vì tụi em chọn cái khu vực ở ngoài ngồi là cho nó thoải mái, cho nó thoáng mát. Còn ở trong nhà thì chúng tôi chưa có đi vô cho nên chưa biết làm sao. Nhưng mà thôi cứ ngồi ở ngoài cho thoáng, cái này nãy giờ đi cũng mệt rồi. Sài Gòn cũng trời nắng nóng nữa. Thì hôm nay là không phải là chỉ có hai chị em đi quay phim thôi đâu, mà còn có một cái anh chàng đẹp trai nữa mà hồi lần trước là có đi ăn bánh cuốn chung với tụi em. Thì anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh. Anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh. Và anh Hậu đang làm cái kênh gì đó anh Hậu? Mình đang làm một kênh Sài Gòn Ngày Nay. Sài Gòn Ngày Nay. Anh Hậu cũng đang làm một cái kênh Sài Gòn Ngày Nay. Thì thực ra là tụi em là một nhóm, tụi em là có đến tận 5-6 anh em lận. Là anh Quốc Lâm nè, rồi anh Hậu Nghệ nè, rồi anh Tuấn Dương, rồi chị Lý Hương, với lại em Bèo. Thì cùng nói chung là anh em là cùng một thầy ra, cùng một lò đào tạo ra, đúng hơn là như vậy. Và rất là yêu thích Sài Gòn. Thì tại vì có nhiều người là sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, còn như là tụi em thì lập nghiệp ở Sài Gòn, cho nên là yêu thích ở Sài Gòn ở một cái khác, khía cạnh khác. Cho nên là tụi em mới quyết định là lập một cái đội nhóm là chia sẻ về Sài Gòn. Thì mỗi người là có một cái điểm mạnh, cho nên là họ chia sẻ về cái điểm mạnh của mình. Còn em với Bèo thì chia sẻ về ăn uống, còn anh Hậu thì chủ yếu là nghệ sĩ nhiếp ảnh mà, cho nên đó là chuyên chia sẻ về những cái đường phố Sài Gòn, và ăn uống thì cũng có luôn. Thì hy vọng cô chú anh chị là có thể là ủng hộ tụi em. Và bây giờ là mới dọn ra đây ạ. Cần chỉ đường cho họ vào không? Cái này số mấy? Cái này là đường Đinh Công Tráng. Là mà khi mà mình đi đường Hai Bà Trưng á, thì cái đường Đinh Công Tráng này là nó nằm xéo xéo với lại cái nhà thờ Tân Định. Đi chút xíu là mình có thể thấy được rồi. Ở đây là số 46A đường Đinh Công Tráng. Khi mà mình chạy từ đầu đường vô thì mình thấy liền cái tiệm bánh xèo này, nó cũng bự lắm luôn. Bây giờ đây nè, cái món này mình còn đợi cái món bánh xèo nữa mới đủ. Đây là bánh cuốn mà mình kêu. Cuốn này là 5 cuốn, mấy con tôm nè. Mấy con tôm bự chà bá lửa luôn ha. Thịt cũng bự nữa. Đây. Chất lượng tướng luôn. Bị cái anh kia lấy cái menu đi rồi, chứ không là quay cho bà con coi là cái menu. Thì ở đây của mình đó là ăn, nói chung thì giá cả là nó hơi gọi như thế nào ta, hơi cao một chút, nhưng mà mình nhìn cái tỏi cuốn là mình thấy nó chất lượng rồi. Thì như là nãy cái giá này là bao nhiêu ta? 75 ngàn năm cuốn tỏi cuốn. Rồi bánh xèo thì bánh xèo bình thường là 80 ngàn một cái, đặc biệt là 130. Bánh xèo đặc biệt thì 130 ngàn một cái. Ở đây là nói chung là trên menu là mình có giá đầy đủ hết, cho nên là khi mà mình vô đây ăn thì mình cũng không có sợ bị chặt chém gì đâu. Đặc biệt đó là biết là cô chú anh chị Việt kiều rất hay sợ cái vấn đề này xảy ra, mà cái quán này đã lâu rồi nên cũng không cần phải lo. Ăn bánh xèo thì không thể thiếu rau nè, đây có salad rất là sạch sẽ, tươi. Đây là cải xanh cộng lá, nào lá lấy cho bán nữa. Thì phía dưới là mình còn có rau thơm, rau ngò. Không có giếp cá hả? Không có giếp cá. Thôi kệ, để từ từ lát mình ăn đi, rồi mình quay cận cảnh cho bà con coi sao. Giờ mình có món nào mình ăn món đó trước hay sao ta? Cái này là tương.
ăn với gỏi cuốn, còn này là nước mắm để mình ăn với bánh xèo. Thì giờ thôi có món nào mình ăn món đó luôn đi ha, chứ để không đói quá. Nãy giờ đi đó sẽ đói. Hai người quay là không thích rồi đó. Nói chung là bình thường đó là có một mình Mel nó quay thôi. Thôi em xin ăn cuốn nhỏ đi chứ ăn cuốn lớn Mel nhìn hoài kỳ quá. Bình thường là có một mình Mel quay à, nó đói là nó sẽ đói trước. Còn giờ tới hai người quay nữa, thôi em xin phép em ăn trước đây. Đây là có cuốn ớt thì thôi em không biết lỡ đây như thế nào, em bỏ hết thôi. Bỏ nhiều quá ăn không được. Bỏ con Mel nó ăn tội nghiệp. Cái này bỏ cho có màu hả? À. Có trà đá tới đây. Thôi ai ăn gì ăn, mình uống thôi. Uống bia bánh thôi. Bia không bọt hả? Vô vô anh ơi, vô. Uống bia không bọt hả? Đây là có dưa chua nè, có đậu phộng nè, mới bỏ thêm miếng ớt vô ăn thôi. Đây nha, có rau cải đầy đủ luôn ha, nhìn rất là phê. Lâu lắm mới ăn này, đừng gọi cuốn luôn á. Con tôm thì bự vậy bá lửa, có hai con, thịt đó thì có hai miếng thì ngon. Và cái gói này thì gói rất là chắc tay, bởi vì nếu mà gói không chắc tay khi mà mình tráo là nó bị bể liền. Bún thì vừa phải chứ không có nhiều quá. Với lại khi mà mình ăn trùng với nước tương á thì cái hương vị của mình nó được tăng lên thêm rất là nhiều. Bụng hơn chứ em nãy giờ ăn hai miếng là cũng đủ rồi á, thấy mệt rồi đó. Bây giờ chắc là mình đợi bánh xèo ra đi ha, mọi người quay tiếp để cho hai người quay phim ăn, chứ không thôi là lát là em bị xử chết. Buồn quá, bánh xèo ra tới luôn rồi kìa. Bánh xèo ra tới luôn rồi. Số mình sao. Đây cái bánh xèo. Lấy chén. Các mượn chị cái menu đây, phía bên trong bánh xèo đây. Đây có tôm, giá, thịt, có đậu, hành tây, rất là ngon. Bánh xèo rất là giòn, góp góp luôn nè. Nghe được không ta? Nghe. Nghe không được, chắc lát ăn mới nghe được hay sao? Ăn đi. Chấp nhận rồi. Mình chấp nhận. Bỏ nước mắm vô cái đó. Cuốn nó lại rồi mới ăn được. Cái bụng rung tay. Mới vừa tính để cho hai người quay phim ăn thì bánh xèo ra đồng thời luôn, cho nên thôi lỡ rồi quay cho bà con coi luôn. Bì tiếp anh ơi. Này để bác đi làm cho họ sao, bây giờ mình lo mình ăn trước cái đã. Dạ em rất là vui lắm, chấp nhận. À, nhưng cái cao á, lá nào lá lấy cho bác lửa đi. Đây mà ăn cải xanh. Cái rau này là rau gì á? Rau răm á. Cái này nè. Không một đấy. Tưởng chỉ này đây là rau răm. Đó giờ mấy thằng mới biết ăn có rau răm trong đó đó. Là cái dĩa rau thì nó hơi bị nhỏ cho nên nó là em làm nó hơi bưng tà la chút.
cho nên là bây giờ là cũng tự tin để bóc tay. Giá nhìn lá trời sẽ bóc tay. Phim là nãy giờ đói chịu không nổi vậy đó. Thôi ăn lẹ lẹ để cho họ ăn. Cái bột rất là giòn. Cũng ngon nữa. Mắm. Mắm thì mình ăn vừa phải. Nói chung là không quá mặn, không quá ngọt. Cái này mình ăn bánh xèo theo kiểu miền Tây à. Bánh xèo miền Trung nhỏ xíu à. Bánh xèo miền Trung cũng bằng miền Tây của mình thôi. Ngon quá. Nãy giờ ăn là trúng được có mấy con tôm à. Thịt thì không biết có trúng chưa nữa. Nói chung là khi mà mình ăn thì mình nên ăn kết hợp với rau cho nhiều. Bởi vì khi mà mình ăn rau nhiều quá thì cơ thể mình nó được lọc tốt hơn. Thay vì nếu mà mình cứ ăn thịt, ăn nói chung là ăn tất cả các loại thịt hoặc là ăn tinh bột nhiều quá thì nói chung là cơ thể của mình khi mà nó tích tụ cái lượng mà calo càng nhiều á thì mình dễ bị béo phì hoặc là dễ bị tiểu đường. Và đặc biệt là rất là nhiều những cái bệnh khác. Nếu như mình ăn hải sản nhiều quá thì mình sẽ dễ bị bệnh cút. Nãy giờ đang nói chuyện mèo nó bóc ăn được rồi bà con ơi. Cái này có nhiều dầu không? Cái này không có nhiều dầu. Nhưng là rất là ngon. Thì giờ chắc là tụi em ăn đây nha. Tại vì nếu mà không thì cứ để mèo với là anh Hậu quay phim hoài thì lát là em đi về không được luôn á. Các em phải trả tiền chầu này vậy đó. Mình ăn thôi đi. Miếng hết rồi đấy. Dạ. Miếng hết rồi. Thôi em xin phép cảm ơn bà con đã xem cái video này của tụi em. Và nếu như mà mình có những cái món ăn nào ngon á, hoặc là những cái nơi nào mà có kỷ niệm á, thì cứ giới thiệu cho tụi em để tụi em có dịp thì tụi em sẽ cố gắng là tụi em đi quay phim cho. Vì nói chung là khi nào mà tụi em có cơ hội đi đến đó thì tụi em sẽ quay phim. Nói chung là sẽ cố gắng rất là nhiều. Vậy thôi nha. Bà con cũng đừng quên đó là hãy nhấn đăng ký cái kênh của em để có thể là nhận được video mới mỗi ngày nhé. À và còn một điều nữa đừng quên là anh Hậu Nghệ đẹp trai đây ạ. Đây là nghệ sĩ nhiếp ảnh và đây nghệ sĩ nhiếp ảnh của em. Thì chắc là một hôm nào đó thì tụi em có đang có lên một cái kế hoạch đó là sẽ đi đi về Đồng Nai chơi, là một cái khu du lịch một cái Đồng Nai hả hay là An Giang rồi Đồng Nai. Nói chung là sẽ đi gần gần ở Sài Gòn á, thì đến một cái khu du lịch để Beo thì nó thích học về nhiếp ảnh, sẵn là mời nghệ sĩ nhiếp ảnh ở đây dạy cho luôn. Cái việc là cái này dạy chắc là không tính tiền giờ đâu ha. Dạ thôi em xin phép là dừng video của mình ở đây nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.